Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Tâm đến từ B7. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các mọi người về sàn Gay.io, một những sàn mà lớn nhất thế giới và đang rất có uy tín cũng như là có rất là nhiều người đang kiếm tiền ở đây. Hiện nay sàn Gay.io chúng ta có 1 triệu tài khoản trên toàn thế giới nha, đang hoạt động. Rồi, sàn Gay là gì? Mình sẽ review chút xíu về sàn Gay. Sàn Gay.io chính thức ra mắt vào năm 2013 với tên đầu tiên là Bitter.com. Vào năm 2015 thì có một cuộc tấn công quy mô lớn khiến cho sàn bị mất hơn 7.000 Bitcoin. Sau sự cố này, Bitter gần như sụp đổ và biến mất trên thị trường luôn. Đến khi những dự án mà IEO xuất hiện, là những dự án mà nó thế hệ sau của ICO, nó uy tín và an toàn hơn á, thì xuất hiện trên thị trường á, thì bắt đầu là cái công ty Gay Technology họ đã chuyển đổi, họ nắm bắt xu hướng này và họ chuyển đổi sàn giao dịch của chúng ta là Bitter.com trở thành Gay.io. Chúng ta có sàn Gay như hiện tại. Rồi, phương châm làm việc của sàn Gay đó là mang lại những lợi ích to lớn cho nhà đầu tư qua các dự án IEO ở trên nền tảng của sàn Gay, và họ đã cung cấp, họ đã nâng cấp một cái gọi là nền tảng của họ lên thành một cái ra mắt thêm Gay Chain ở trên nền tảng Ethereum 2.0, Ethereum ERC20 xin gọi cả nhà nha. Rồi, nền tảng Gay Chain, một nền tảng. Rồi mình điểm qua một chút xíu về lịch sử thăng trầm của sàn Gay nha. Lịch sử sang vào ngày 14 tháng 2 2015 thì sàn Gay hay còn gọi là sàn Bitter cũ á, thì mất đã bị hack tấn công 7.000 Bitcoin và giá trị khoảng là 1,75 triệu đô la. 2015 thì số lượng Bitcoin này nó chỉ tương đương là 1,75 triệu đô thôi, nhưng mà hiện tại thì rất là nhiều tiền rồi. Sau sự cố trên không lâu thì ngày 9 tháng 5 2016 sàn Gay tiếp tục hứng chịu một đợt tấn công nữa, mất lên đến là 185.000 Ethereum cùng với 250 Bitcoin, tổng thiệt hại lên đến là 2,14 triệu đô. Chưa hết nữa là đến vào ngày 7 tháng 1 2019, là vào 3 năm sau đó, thì có một cuộc tấn công quy mô lớn xảy ra trên toàn bộ thị trường điện tử luôn, và sàn bị mất 40.000 ETC tương ứng với lại khoảng là 250 triệu đô. Bây giờ là số tiền này nó rất là lớn rồi. Và mọi người cũng thấy là trong cái thị trường này á, thì rủi ro rất là nhiều, tại vì nó liên quan tới tiền bạc và tài sản của mọi người. Nên là trong một cái cuộc cách mạng, một cuộc thay đổi toàn diện như thế này á, thì chúng ta chấp nhận một cái rủi ro đó là mình kiếm rất là nhiều nhưng cũng có thể là bị mất. Tuy nhiên thì sàn Gay thì không để thiệt hại cho nhà đầu tư. Vậy thì sàn Gay đã xử lý như thế nào? Họ bồi thường đầy đủ cho nhà đầu tư trên sàn, giao dịch trên sàn của họ, và họ nâng cấp bảo mật tốt hơn cũng như là đổi lại tên mới, và sau đó là tham gia những cuộc thi và gặt hái được nhiều thành quả lớn. Thì Tâm thấy được là cái tinh thần chịu trách nhiệm của sàn Gay rất là cao. Khi chúng ta giao dịch ở trên đây, một phần là chúng ta yên tâm hơn. Và nhờ những thành tích đáng nể, tuy gặp phải rất là nhiều vấn đề về tấn công mạng, nhưng mà Gay vẫn đạt được vô số thành tích đáng ngưỡng mộ. Và đó là lý do, một những lý do vì sao sàn Gay trở thành những cái sàn gọi là lớn nhất trên thế giới ha. Đây là một số cái giải thưởng mà sàn Gay đã được thống kê trên toàn cầu. Và vào năm 2011, tháng 12 năm 2018 thì đạt hạng 11, hạng 10 thế giới về khối lượng giao dịch thực tế. Đây mọi người có thể dừng cái video lại để xem những cái giải thưởng của sàn Gay đi, họ đã nhận được ha. Ngoài ra thì tháng 7 2019 được top 2 sàn giao dịch trên tiền mã hóa an toàn hàng đầu thế giới theo cryptocurrency rank. Đó, đứng thứ hạng nhất thế giới về lợi nhuận từ các dự án stock theo CoinGecko, đứng hạng nhất thế giới về lợi nhuận từ IEO theo CryptoRank. Có nghĩa là khi mà chúng ta lợi điểm mạnh của sàn Gay đó là họ cung cấp những cái dự án IEO và những dự án stock mà mình có thể đầu tư với số tiền nhỏ, nhưng mà sự thành công và sự thắng lợi của nó rất là lớn. Đó là một cái điểm mạnh của sàn Gay. Rồi, và giai đoạn 2018-2019 là giai đoạn phát triển vàng của sàn Gay. Và họ từng bước khẳng định vị trí của mình trên một cái lĩnh vực là tiền tệ điện tử được cả thế giới quan tâm. Vì thế là đó là câu trả lời chính xác tại sao sàn Gay được là sàn giao dịch uy tín nhất thế giới dù bị tấn công không ít lần. Hiện nay là trong top 3 sàn thì Tâm thấy là có sàn Gay, sàn Binance, sàn Gay và sàn Huobi là những cái sàn mà được ưa chuộng mà được dùng nhiều nhất tại Việt Nam. Rồi, mình sẽ nói qua chút xíu về phí giao dịch của sàn Gay. Sàn Gay nó có một cái chiến lược về giá, về phí giao dịch rất là thông minh, thì Tâm muốn chia sẻ với mọi người trong đây luôn ha. Đây, họ
cách tính phí của sàn gay thì nó phụ thuộc vào cấp độ tài khoản của bạn. Ví dụ như là ngoài cái việc là ngoài cái cấp độ tài khoản ra thì khi mà bạn dùng POI hoặc là GT á thì bạn sẽ được giảm phí khi giao dịch ở trên sàn gay. Mức phí giao dịch trung bình của một tài khoản rơi vào khoảng 0.2% cho một lệnh giao dịch nếu tài khoản thường thôi. Tuy nhiên thì cái mức phí 0.2% này nó chỉ là một cái lý do để chúng ta sử dụng POI và GT. Và GT là gì? GT là một cái đồng gay token, nó là một cái đồng coi sàn được biết nãy mình có đề cập tới, nãy tao có đề cập tới cái vấn đề là nó sử dụng gay chain trên nền tảng ERC20 á, thì cái đồng GT này á, là một đồng coi sàn và cái mức phí 0.2% này đây theo tâm đó là một cái mồi để cho chúng ta bắt buộc chúng ta phải sử dụng GT để giảm giá mức phí thấp hơn. Khi mà dùng POI và GT thì cái mức phí sàn giao dịch của chúng ta nó được giảm rất là nhiều nên được coi là rất là hấp dẫn. Vì vậy thì trong tương lai thì theo tâm mình đánh giá thì thằng GT gay token này có khả năng sẽ tăng giá giống như sàn Binance. Mọi người có thể là mua trữ một ít ha. Rồi, gay.io miễn phí hoàn toàn phí tiền nạp cho bạn. Ngoài ra còn phí rút thì tùy loại coin, nhưng mà thực tế thì khi mà rút thì không có mất bao nhiêu hết. Rồi, ở đây thì mình sẽ đánh giá tổng quan sơ bộ về sàn gay một chút xíu. Ưu điểm sàn gay được cho là bảo mật rất là tốt. Và hiện tại thì sau những sự cố đó thì họ được nâng cấp lên rất là nhiều. Và khi mà Tâm sử dụng đến giai đoạn 2010, Tâm chỉ mới dùng gay đây thôi, nhưng mà Tâm thấy là chất lượng rất là tốt. Và rồi, bạn sẽ không bị tính phí nạp tiền. Rồi mình nạp tiền vô không mất phí gì hết. Do áp dụng công nghệ nên tốc độ load web nhanh, là khi mà mình Tâm nạp rút rất là nhanh luôn. Sử dụng nền tảng rất là thích nha. Rồi có app trading trên điện thoại. Ok, đây là một cái rất là tiện lợi hiện nay. Nếu mà cái sàn nào mà không có app trading thì rất là bất tiện chúng ta, đúng không ạ? Mỗi lần làm gì chúng ta mở máy tính lên. Rồi, và sàn gay thì họ hỗ trợ tiếng Việt kèm theo 12 thứ tiếng khác nhau. Nên là nếu mà mình có sử dụng mà mình giới thiệu cho bạn bè khắp nơi trên thế giới, mình review được sàn này mình thì ai sử dụng thì chúng ta sẽ có được hoa hồng ha. Rồi, chính sách thưởng của gay cũng rất là hấp dẫn, nên là mọi người lưu ý cái điều này nha. Nếu mà anh chị nào mà đang muốn tìm một công việc hay là đang muốn phát triển về sàn gay thì chúng ta có thể đăng ký dưới link của nhóm Tâm, và mình cùng nhau mình sẽ chia sẻ về sàn gay để cho nhiều người biết hơn về sàn này, và từ đó chúng ta có một lượng hoa hồng từ cái việc này ha. Rồi, đội ngũ làm việc trách nhiệm cao thì giống như mà nãy Tâm vừa chia sẻ thì đội ngũ của sàn gay họ làm việc họ gọi là họ có rất là có tâm khi mà họ bồi thường lại những số tiền những nhà đầu tư đã mất để chi ạ. Tại vì khi mà chúng ta đang đi trong cái thị trường này nó còn rất là tiềm năng, thì nếu mà họ chỉ đơn giản là sau vài lần tấn công họ bị họ ngừng lại thì cái sàn họ sẽ không phát triển xa hơn nữa, nên là tao đánh giá cao rất là cao về cái việc là họ chịu trách nhiệm và họ đi tiếp và họ thành công như bây giờ. Rồi, và mình có ưu điểm thì sẽ có nhược điểm ha. Nhược điểm đầu tiên đó là thông tin đội ngũ sáng lập quá ít được công khai, điều này khiến nhiều người vẫn còn ái ngại. Nhưng mà theo Tâm thấy thì họ đang muốn hướng tới là sàn giao dịch phi tập trung. Khi mà hướng tới sàn giao dịch phi tập trung thì họ sẽ nó sẽ không không cần quá nhiều người biết về người sáng lập để làm gì hết. Ngoài ra thì mức phí 0.2% hơi cao nếu là người lần đầu tiên giao dịch chưa có GT hoặc POI họ sẽ ngán. Thì không có vấn đề gì hết, khi mà mình 0.2% cho một lần giao dịch thì nếu mà đã là người mới á, thì nếu mà không phải là trader chuyên nghiệp thì chúng ta mua coin chúng ta hold á, thì 0.2% không phải là con số quá lớn. Và ngoài ra thì đó là một lý do để mà người ta sử dụng GT hoặc là POI của sàn gay, nó giúp cho cái việc là thanh khoản của cái đồng GT gay token á, nó được trở nên tốt hơn. Và nếu mà ai mà mua cái đồng GT á, thì nó sẽ tăng giá theo thời gian. Rồi, sàn bị hacker quá thâm quá nhiều lần cũng là điểm trừ cho gay, thì theo anh thấy thì nó bị tấn công mới có 3 lần thôi. Mặc dù số tiền rất là nhiều nhưng mà đã được đền bù đầy đủ rồi nên cũng không vấn đề gì hết. Chúng ta chỉ hướng tới tương lai thôi, đó là một cái dấu vết trong quá khứ. Rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta trong thị trường điện tử thì chúng ta không nên là chúng ta để trên sàn tài sản quá nhiều, mà chúng ta nên sau khi giao dịch xong chúng ta mua rồi thì chúng ta nên đem về ví của chúng ta thì nó sẽ an toàn hơn cho chúng ta, cho dù là sàn Binance hay bất cứ sàn nào cũng vậy. Đó là một cái thói quen bảo mật tài sản của mình. Rồi, quy trình KYC trên gay khá là phức tạp, cho nên là gây trở ngại cho người đăng ký. Nếu mà gây trở ngại cho người đăng ký thì các bạn hãy theo dõi follow trên YouTube của nhóm để mà có thể là biết được nhiều thông tin nữa ha. Rồi, sàn không đưa ra mức phí cố định như rút coin, khiến cho nhiều người họ không thích thú vì họ sợ là trong quá trình sự cố trong quá trình thanh toán
Thì ở đây thì cho mọi người hãy giao dịch thực tế. Ở đây mọi người thấy được là cái mức phí ở đây không quá đắt, và thậm chí là theo Tâm còn thấy nó còn khá, nó còn rẻ hơn rất là nhiều sàn nữa. Nên là mọi người hãy nghiên cứu ở trên cái sàn gay này ha, trên quá trình thực tế. Rồi đó là phần tổng quan, đánh giá tổng quan về cái sàn gay này. Và bây giờ thì mình sẽ đến cái phần chính, đó là chúng ta sẽ hướng dẫn tạo tài khoản ở trên sàn gay nha. Ok. Đây Tâm sẽ, ở đây thì mình sẽ có đăng ký tài khoản sàn gay. Rồi mình sẽ bấm vô chọn, là đầu tiên là đi giao diện ở sàn gay nè mọi người. Khi mọi người nhận được một cái link đăng ký á, thì mọi người sẽ bấm vào đây ha. Đây là cái số giới thiệu của nhóm Tâm. Thì bây giờ Tâm sẽ vào đầy đủ ngay từ lúc đầu cho mọi người luôn ha. Gay.io mình gõ vào đây. Rồi mình bấm vô cái phần là đăng ký. Sau khi bấm vào phần đăng ký rồi thì mọi người bấm vào cái phần là quốc tịch. Ở đây mình sẽ chọn là Việt Nam. Yes. Rồi người dùng mình sẽ, Tâm sẽ gõ là Hương Tỷ Phú Đô La. Rồi địa chỉ email Tâm sẽ lấy y chang gì luôn ha, Tâm có một cái email y chang như vậy. Rồi mật khẩu, mật khẩu mọi người tự điền nha. Rồi đây là cái ID giới thiệu của nhóm Tâm, 566-7813, và Tâm có để link ở bên dưới video. Nếu mà anh chị nào mà chưa có tài khoản thì có thể là đăng ký ở dưới tài khoản của Tâm nha. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Bấm bước tiếp theo. Rồi ở đây bấm mật khẩu thanh toán. Mọi người lưu ý giúp Tâm là mật khẩu thanh toán là giống như mật khẩu rút tiền của ngân hàng gì đó. Thì chúng ta nên đặt riêng nó. Nó không cần, nó không được giống với lại cái mật khẩu ban đầu chúng ta đặt nha. Rồi ok, bấm đăng ký ngay. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm lít vô cái ô này, và chúng ta kéo cho nó khớp với cái hình này. Đây mọi người lưu ý cái hình ha. Rồi mình kéo ở đây nó khớp là cái ô này đây. Rồi mình sẽ thả chuột ra là xong. Rồi ok, email này đã tồn tại, vui lòng chọn một email khác. Ok, vậy thì nếu mà đã tồn tại rồi thì mình sẽ chọn email khác thôi. Rồi đây Tâm gõ email là seamless ha. Rồi Tâm sẽ bấm vô cái thằng password. Rồi bấm bước tiếp theo, mật khẩu thanh toán. Rồi xong. Đây nó đã gửi một cái email. Đây là thông báo đăng ký thành công và đã gửi một cái email về tài khoản Seamless của Tâm. Rồi Tâm sẽ vào email kích hoạt lên tài khoản của Tâm nha. Seamless. Rồi ok. Đây nó có một cái email là sẽ gửi về sàn gay.io. Chúng ta bấm vào chữ kích hoạt tài khoản. Rồi ở đây có một cái đường link màu xanh là active. Mọi người bấm vào đây active tài khoản lên. Xong. Vui lòng xác thực thành công, vui lòng click vào đây để đăng nhập, đóng. Rồi bây giờ mình sẽ gõ cái email của mình vào ha, mọi người gõ. Rồi nãy Tâm đăng ký là email. Rồi xong, đăng nhập. Rồi mình gõ email và mật khẩu là xong. Rồi mình sẽ bấm vào đây, mình kéo. Bây giờ cái ô khớp mình thả ra, thả chuột ra. Đây, nó hiện cái bảng này kiểm tra chống lừa đảo. Nếu mà có hiện cái bảng này là đúng nha, rồi bấm xác nhận. Rồi nó gửi một cái mã xác thực về email để kích hoạt tài khoản của chúng ta. Thì mọi người thấy là nó khá là an toàn ha, và mã xác thực này chỉ trong vòng khoảng 60 giây thôi nha cả nhà. Rồi bây giờ sẽ ra lại một lần nữa, đây mã xác thực đây. Rồi sẽ bắt vào là xong. Ctrl C, rồi copy, xong rồi bắt vô hoặc là gõ từng chữ tùy mọi người. Đây là mình, như vậy là mình đã tạo tài khoản xong, thành công rồi nha cả nhà. Và bây giờ Tâm sẽ cái video mà hướng dẫn mọi người KYC tài khoản thì Tâm sẽ làm một video sau cho đỡ dài ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem sơ về giao diện của sàn gay. Mọi người thấy là sàn gay.io đây, phần mua coin ở đây này, giao dịch C2C. Đó là mình sẽ mua bán tiền Việt Nam và tiền đô giữa người dùng với nhau. Chúng ta sẽ mua bán trên đối với những người dùng khác ở trên sàn. Nạp USDT là USD là chúng ta sẽ nạp USD từ một cái cổng khác vào đây. Rồi thị trường ở đây thì mình sẽ vào đây, mình có thể là giao dịch các đồng tiền với nhau. Rồi giao dịch các đồng tiền với nhau đó. Nếu mà ai đã có kinh nghiệm giao dịch rồi thì có thể vào thẳng đây để mua bán các đồng coin ha. Rồi phần giao dịch ở đây thì có giao dịch coin, giao dịch ký quỹ, ETF, chuyển nhượng boost, hợp đồng tương lai, rồi rất là nhiều giao dịch hợp đồng
giao chuyển CBC gì đó, C2C ha. Tài chính ở đây có một số cái mà mọi người là hold coin và earn, hold and earn nè. Có nghĩa là mọi người sẽ bỏ coin vào đây và mình staking. Rồi sản phẩm tiền kép, vay ký quỹ. Rồi ở đây là khi mà ai có coin thì mình bỏ vào đây, mình vay, mình lấy một số tiền ra. Tuy nhiên thì cái coin nó phải giữ giá hoặc đang tăng nha, chứ không thôi là nó tuột xuống là mình mất á. Rồi khai thác cho vay, khai thác thanh khoản. Rồi đây là thế giới tiền tệ điện tử nè, đây phòng trò chuyện, live stream các kiểu. Rồi định vị. Rồi ok. Ở đây có một số cái hoạt động, ví dụ như là về chúng tôi, GT là gate token nè, về USDG nè, về việc khai thác Ethereum 2.0 nè, tiền hoa hồng giới thiệu nè. Thì cái phần này chắc phải chia sẻ trong những cái video khác thì Tâm sẽ chia sẻ nhiều hơn trong một cái chuỗi video về cái này nha. Ngày hôm nay thì Tâm muốn nó ngắn gọn nhất có thể để cho mọi người có thể là gọi là sau tay mình sẽ cái video này là mình sẽ cô động lại chứ không bị lan man. Rồi ở đây thì mọi người có thể là vào cái hình người đây và chúng ta sẽ bấm vào chữ xác minh danh tính đó. Đây ở xác minh bảo mật. Rồi và cái phần xác minh bảo mật này thì Tâm sẽ làm ở video tiếp theo, cũng như là một số thao tác khác để cho giúp cho mọi người nó xem nó rõ ràng hay mà nó tách biệt hơn nha. Rồi xin chào mọi người và hẹn mọi người vào video tiếp theo.